Dự báo thời tiết đêm 22 và ngày 23 tháng 2 năm 2021, phía Đông Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ, phía Nam trên 28 độ. Khu vực Tây Nguyên, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 13 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ.